Thưa quý vị, ngành y tế và các địa phương cần điều chỉnh công tác điều tra truy vết, không để sót F1 và sớm tổ chức một điểm tiêm vaccine cố định, thuận lợi cho bất cứ người dân có nhu cầu, tạo điều kiện tối đa cho nhân dân được tiêm, là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành, địa phương vào chiều qua ngày 22 tháng 11. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Qua đánh giá, hiện thành phố có số ca chưa cách ly tăng, có nhiều ổ dịch, đặc biệt là tại khu công nghiệp, vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, có 100% công nhân đã tiêm mũi 1 và 80% công nhân tiêm mũi 2. Hiện có 2 ổ dịch lớn là tại Công ty Điện tử Việt Hoa, quận Liên Chiểu và khu dịch vụ thủy sản, quận Sơn Trà. Có các công nhân ngoại tỉnh tập trung tại khu nhà trọ. Với tình hình phức tạp như vậy, Ban Quản lý đã chủ động lập kế hoạch cách ly F1 tại nhà đối với công nhân và cách ly F1 ngay tại doanh nghiệp. Sở Y tế cho biết qua phân tích ổ dịch ca F0 nhưng thực chất lại là F1 cho thấy công tác truy vết điều tra dịch tễ của địa phương chưa chặt chẽ. Cần xác định rõ F liên quan để có ứng xử phù hợp. Hiện thành phố có 50% ca F1 cách ly tại nhà, đề nghị các địa phương cần quản lý chặt chẽ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến biểu dương về trường hợp tự giác khai báo y tế từ bên ngoài về huyện Hòa Vang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết hiện thành phố có số ca cộng đồng gia tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, đề nghị các đơn vị nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh. Qua các phân tích của Sở Y tế thì thấy rằng là hiện nay đang có rất là nhiều các cái trường hợp mà F0, mà khi chuyển F0 thì thấy rõ là đã là F1 của một F0 trước đó, nhưng do công tác điều tra truy vết của chúng ta còn bỏ sót thì đề nghị là các quận huyện, trong một cái hoàn cảnh chúng ta đang còn lực và còn khả năng để kiểm soát thì các anh chị phải cố gắng hết sức để hạn chế tối đa cái việc để sót. Còn về công tác tiêm chủng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết số lượng vaccine được phân bổ đã đáp ứng nhu cầu năm 2021 mà thành phố đề nghị với Bộ Y tế. Đề nghị Sở Y tế sớm triển khai tiêm cho học sinh lớp 6, lớp 7 để các em có thể đi học sớm. Đề nghị là các địa phương và cũng đề nghị là CDC và Sở Y tế có cái tổ chức một cái điểm mà chúng ta thông tin trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng thuận lợi nhất có thể để bất cứ bây giờ chúng ta ổn hay rồi, bây giờ chúng ta không có cần phải quản lý chặt về mặt đối tượng nữa, thì bất cứ một người dân nào có nhu cầu tiêm thì chúng ta tổ chức một cái điểm, mà cái điểm đó là đề nghị Sở Y tế sớm làm việc với CDC là công bố trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và một điểm, và đề xuất với ủy ban là chúng ta làm việc hàng ngày luôn để ai có nhu cầu chưa từng được tiêm thì về cái điều kiện tiêu chuẩn giấy tờ như thế nào thì chúng ta đưa ra, nhưng mà để cho họ người dân thuận lợi nhất có thể để mà tiêm. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương căn cứ tình hình dịch của mình chuyển cấp độ dịch phù hợp. Ngành giáo dục chủ động đề xuất việc đi học trực tiếp đối với các cấp học. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất phương án cách ly F1 ngay tại nhà và doanh nghiệp của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, đề nghị Ban Quản lý đẩy nhanh phương án, đồng thời phối hợp với địa phương bám sát theo dõi, nhắc nhở và báo cáo kết quả thường xuyên cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố.